Bỏ số ta nào đi. Đó là không khí tại vườn cây của Hợp tác xã Sinh Dược, nơi mà những người nông dân hàng ngày gắn bó với những cây thuốc, từ cây kim ngân, xả chanh, mướp đắng, ngải cứu, hay như đây là cây sải đất. Những giờ lao động thì rất là hăng say, còn những cái lúc giải lao thì rất là vui tươi. Chúng mình là dân lao động chính gốc, cho nên là đối với những cái việc này thì cũng bình thường như kiểu là mình đi lao động nông nghiệp ở nhà. Người cắt cây, người buộc, người chuyên chở, cứ thế tạo ra sự nhịp nhàng trong công việc. Họ dô ta nào đi đấy. Và dù là chuyến xe này có chở trọng lượng bằng 5 chị cộng lại, thì nụ cười sẽ giúp họ vượt qua tất cả. Chị ơi, có nặng lắm không? Nặng chứ anh. Cái xe như này thì bằng bao nhiêu trọng lượng cơ thể của mình? Cái xe này thì nó nặng 2 tạ tới 2 tạ 2, bằng 5 chị em cộng lại ạ. Những cây thuốc sau khi được sơ chế sẽ được chuyển đến khâu sản xuất, nơi mà sức người, sức máy hòa quyện với nhau để tạo nên những cục xà bông thơm và đẹp mắt. Làm đây là cứ sáng đạp xe đạp đến làm, chưa về, chiều lại đến. Mọi người rất là yêu công việc, cứ mà được nghỉ qua một kỳ nghỉ Tết hay nghỉ gì là lại nhớ nhớ, buồn buồn lại muốn đi làm luôn. Thành lập từ năm 2014, sau gần 10 năm, hợp tác xã giờ đây đã có khoảng 70 thành viên. Riêng xưởng chế biến có khoảng 30 lao động làm việc đều đặn, đem lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Vâng mọi người ơi, đây là cục xà bông nghệ siêu to khổng lồ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thực hiện thử thách làm xà bông từ nghệ nhá. Người nông dân giờ đây không chỉ chân lấm tay bùn mà còn quen với ống kính điện thoại, với những video giới thiệu sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội. Như công việc của Tùng, người sở hữu kênh TikTok hơn 700.000 lượt theo dõi, nút bạc YouTube và nhiều nền tảng khác. Người dân ở nơi đây thì rất là yêu lao động, mà cái việc ghi hình lại các cái công việc đó khi đăng tải lên các cái mạng xã hội thì được nhiều người đón nhận, nhiều người đón tiếp. Thì khi mọi người xem các cái clip đó, mọi người thấy vui. Thế nên là cái việc đó thì trở nên dễ dàng hơn so với lại ngày xưa. Từ khi mà được nhiều người biết đến thì cái sản phẩm được tiêu thụ nhiều hơn, thì từ đó đem lại cái doanh thu cho hợp tác xã nhiều hơn. Vậy là từ đây, những bánh xà phòng, những chai dầu tắm, muối ngâm chân được phân phối đi khắp đất nước, mang hương thơm và sức khỏe đến cho mọi người. Còn ở lại với vùng quê này, hàng ngày vẫn sẽ vang lên tiếng cười giòn tan và tình yêu với công việc của những người nông dân chất phát.